Xin chào quý vị khán giả và các bạn đang theo dõi chương trình Phan Đăng Hỏi Chuyện trên kênh YouTube diễn giả Phan Đăng. Và tuần này chúng ta tiếp tục gặp lại nhà thơ Trần Đăng Khoa. Em xin chào anh. Vâng, xin chào bạn. Và cũng xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn, những người đang theo dõi anh em chúng tôi. Có một điều mà lẽ ra thì tôi phải nói từ lần trước khi mà được hầu chuyện anh Trần Đăng Khoa, nhưng mà có lẽ là quên mất, cho nên lần này là phải chia sẻ một chút. Đó là xét về tuổi tác đó, thì lẽ ra phải gọi là chú Trần Đăng Khoa mới đúng. Mà thưa quý vị, tôi nhớ là lần đầu gặp chú Trần Đăng Khoa là tôi nói là cháu chào chú và xưng chú nhiều lần rồi. Rồi một ngày thì anh Khoa bảo là không, bây giờ không xưng chú nữa. Bởi vì ngày xưa Xuân Diệu cũng không cho anh gọi là chú hay bác, mà gọi là anh Xuân Diệu. Thế từ đó thì tôi mới dám là gọi là anh Trần Đăng Khoa. Thực ra thì không cần câu lệ như vậy. Dạ. Bởi vì đã từng có những cái em mà còn ít tuổi hơn Phan Đăng nhiều, thậm chí chỉ là con của Phan Đăng thôi mà viết thư cho bác Khoa cái thời mà truyền hình chưa phát triển đấy. À thế ạ. Thì còn có bức thư kết nghĩa chị em thắm thiết cả. À. Thế giờ sau đó còn phần gọi là lại gọi là em Khoa thân mến đấy, chị tên là Tôn Nữ Nguyễn Lan này, vân vân. Thế và tính ra là cái năm sinh của chị thì kém tôi đến 30 tuổi cơ mà. Đấy, kém tôi 30 tuổi mà là chị em. Đấy, sau đó là kết nghĩa chị em thắm thiết, rồi là chị dặn em ba điều, cả ba điều đều quan trọng cả. Điều thứ nhất em phải chịu khó học để thành cháu ngoan Bác Hồ và con ngoan ba má. Điều thứ hai là em phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Và điều thứ ba nữa là đấy, vân vân, em phải chịu khó đọc học đều đặn tất cả các môn, vân 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 vân. Tôi thư cho chị nói rằng là em ghi nhớ những lời căn dặn của chị. Và chị kém anh chị là... căn dặn là bao giờ em vào Sài Gòn thì ghé qua nhà chị chơi, chị cho địa chỉ. Và sau này tôi đến gõ cửa thì cái cô bé ra mở cửa đón tôi. Đấy là một cái cô bé ít hơn tôi rất nhiều, trên 30 tuổi. Thế nhưng mà lại cao hơn tôi. Đấy, chị đi với tôi sinh động như cái câu cái cây cau với một cái chung nước ấy. Thế và câu đầu tiên là dạ thưa đấy, bác tìm ai và không đây em đến thăm chị để chứ bác cháu nào đấy, một cái chị mà như thế còn gọi là em Khoa thân mến cơ mà. Thế thì anh em mình là anh em với nhau là điều bình thường chứ. Bây giờ thì em nói là anh Khoa đó là thấy trơn tru hơn chứ hồi đầu là cũng thấy hơi gượng. Thưa quý vị, nếu như mà quý vị theo dõi cái cuộc trò chuyện của chúng tôi ở lần trước đó, thì quý vị sẽ thấy rằng là anh Trần Đăng Khoa đã nhìn lại cái cậu bé mà được hoặc là bị gọi là thần đồng Trần Đăng Khoa ngày xưa. Thì hôm nay đó, em rất muốn anh là không chỉ nhìn lại cái cậu bé Trần Đăng Khoa đó. Chúng ta đã nhìn cậu đó ở lần trước rồi. Bây giờ thì em muốn anh nhìn một cái thế hệ đó. Một cái thế hệ làm thơ xuất sắc, được gọi là những thần đồng. Nhưng mà số phận của những thần đồng đó do sao? Nhưng mà số phận của những thần đồng đó ra sao? Có phải là thần đồng nào rồi sau này cũng trở thành một nhà thơ với một cái tầm ảnh hưởng nhất định trên văn đàn như Trần Đăng Khoa bây giờ hay không? Đấy, có thể nói là những năm chống Mỹ rất đặc biệt là có một dàn các nhà thơ nhí. Tôi gọi là các nhà thơ nhí vì họ là nhà thơ thật, với phong cách, đấy, với cái bút pháp hoàn toàn riêng biệt. Đấy, và mỗi người một giọng điệu, một cách tiếp cận đời sống và đều viết rất hay. Chúng ta biết rằng là hồi đó đấy, cùng với Trần Đăng Khoa nó có rất nhiều em bé. Nguyễn Hồng Kiên, Cẩm Thơ, Hoàng Hữu Nhân. Đấy, rồi là Đoàn Thị Mai Thanh, rất nhiều. Những năm 60, 70 đúng không ạ? Gần trong cái quãng đó. Không, năm 66, 67 đó. Đó, 66, 67. 66, 67. Dạ. Đấy, 68 nữa. Đấy. Một dàn đồng ca đó. Có cả dàn các bạn làm thơ và toàn từ 9 đến 11 tuổi. Rất bé. Nhưng thơ mỗi người một giọng điệu. Và thơ hay thật sự. Đấy, thứ hay thật sự. Và không người nào lẫn với người nào.
tức là có cả một đội ngũ các em nhỏ làm thơ. Đội ngũ thần đồng này. Ừ, có thể nói là thần đồng. Dạ. Và thực sự họ là thần đồng. Dạ. Vì viết như thế không dễ viết được. Đấy, không dễ viết được. Và có thể nó phong phú đa dạng vô cùng. Đấy. Ví dụ như Cầm Thơ chẳng hạn, là một cái giọng thơ rất ngộ nghĩnh, ngây thơ. Đây là một cô bé. Và năm ấy Cầm Thơ cũng 9 tuổi. Cầm Thơ đã có bài thơ gọi là Bụt Thiện. Đây là bài thơ đặc sắc viết về người nông dân Việt Nam. Và Cầm Thơ thì là con bà anh thơ, con nuôi thôi. Nhà thơ anh thơ. Nhà thơ anh thơ, dạ. Nhưng đấy là con nuôi. Chứ thực ra là con của em gái anh thơ. À. Nhưng bà anh thơ không có con. Thành ra là để Cầm Thơ đến để bà vừa dạy và vừa là coi bà anh thơ như là mẹ, chăm chút luôn. Thế thì Cầm Thơ viết rất nhiều thơ, và thơ Cầm Thơ đặc biệt là ngây thơ ngộ nghĩnh. Đúng là thơ của thiếu nhi, rất ngộ nghĩnh. Bụt hiện ra. Và có một bài gọi là bài Bụt Thiện. Bài này này viết thế này: chúng em khiêng bàn dựng lớp, dọn lớp học. Chúng em khiêng bàn dọn lớp học lên một cái dốc thật cao, em đi đầu nặng ơi là nặng. Ở đây dọn lớp học ấy, Cầm Thơ gọi là dọn lớp học. Nhưng mà nếu bây giờ Phan Đăng đọc thì Phan Đăng cũng nghĩ là dọn lớp học. Nhưng không phải. Không phải dọn lớp học. Nếu dọn lớp học thì cái lớp học ấy vẫn là thế. Bây giờ mình chỉ làm sao cho nó gọn lại. Tức là cái bàn này kê chỗ này, bây giờ kê chỗ khác. Vẫn trong cái không gian của cái lớp học ấy. Nhưng đây là chuyển lớp học vào nơi sơ tán. À. Chứ nó dọn thì vẫn là chỗ ấy. Dạ. Chứ đây là chuyển. Bài này nó viết về cái việc mà khiêng bàn vào lớp sơ tán, mà đi cả một chặng đường dài, vượt cả dốc cơ mà. Và hồi đấy chúng tôi là thường xuyên dọn lớp học, thường xuyên mà khiêng bàn vào lớp sơ tán thế này. Và phải nói là vất vả lắm. Nhất là với những em học lớp 2, lớp 3 mà khênh cả cái bàn như thế, cái ghế như thế, không dễ dàng là thế nào. Nhất là vượt cả một cái chặng đường lớn nữa. Thế ở đây Cầm Thơ thì như thế: chúng em khiêng bàn dọn lớp học lên một cái dốc thật cao, em đi đầu nặng ơi là nặng. Trời nắng bóng cọ không quạt cho chúng em, đồi núi đứng im không một làn mây trắng. Đường vắng chỉ có mấy nhóc học trò, khiêng mãi bàn trả đi cho, tuy bàn có cả bốn chân chồng ngược. Chúng em khát nước vã cả mồ hôi, ước có Bụt đi chơi khiêng giúp chúng em cô Tấm. Ô sao nhẹ bẫng bàn bỗng rời khỏi tay, hay có Bụt qua đây khiêng giúp chúng em lũ nhóc. Và chúng em cười quên cả nhọc, Bụt là một bác nông dân. Ôi trời ơi, yêu quá. Một bài thơ đấy, tuổi thơ quá yêu, ngộ nghĩnh và đẹp nữa. Đấy, dạ. Thế thì bài thơ rất đẹp. Dạ. Đấy, và tuyệt vời, đúng không? Dạ. Và rồi còn rất nhiều những bài khác nữa của Cẩm Thơ. Nhưng sau này thì Cẩm Thơ hình như là ít làm thơ hả anh? Ít làm thơ, vì sau này dạ. Cô ấy lấy chồng ở bên Pháp. Dạ. Cô ấy, chồng là một đạo diễn quay phim của Pháp. Dạ. Cô ấy sang Pháp, bây giờ nói rất giỏi tiếng Pháp. Và bây giờ làm nghề gì ạ? Bây giờ thì Cẩm Thơ bây giờ nghỉ hưu rồi. Dạ. Chồng là mới mất. Thế nhưng mà Cầm Thơ cũng vẫn làm thơ, nhưng mà cái sự gọi là nhuần nhị đấy thì nó không được như trước đây. À, đấy, đấy là như vậy. Như vậy nhưng là mà Cầm với... Thơ thỉnh thoảng chỉ đưa lên Facebook thôi. Dạ. Chỉ đưa lên Facebook thôi. Với trường hợp mà... của nhà thơ Cầm Thơ đó, thì tức là xuất phát điểm cũng là một thần đồng của cái thời đó. Thực sự là thần đồng. Nhưng bây giờ thì cùng với thời gian thì nhà thơ đã không còn gắn bó nhiều với thơ nữa. Và trong cái thế anh vừa kể đó, anh còn nói đến là Phạm Hồng Kiên nữa đúng không ạ? Ừ, Nguyễn Hồng Kiên. Hình như em biết người này, có phải là một tiến sĩ khảo cổ học? Đúng rồi. Thì bây giờ là anh ấy cũng không làm thơ nữa. Anh ấy bây giờ tuyệt nhiên không làm thơ. Thì anh ấy gọi là bỏ hẳn trận địa. Nhưng thi mà ca trước đây bỏ hoàn toàn. Dạ, anh Phạm Hồng Kiên. Tầm thơ thì gần đây mới trở lại viết. À. Nhưng mà đưa lên Facebook thôi.
đấy, chứ còn Phạm Hồng Kiên là bỏ hẳn. Nguyễn Hồng Kiên đến bây giờ vẫn không viết, nhưng mà Nguyễn Hồng Kiên có những bài rất hay đấy, ví dụ như là Trọng Nước Trong Múc Từ Sông Ngọc, Mẹ Bảo Cương Kiên Ơi Xuống Gội Đầu đấy, Em Nhìn đấy, Ơ Kìa Mà Đáy Nước mà Cái Đáy Chậu Có Chở Cạo đấy, cái bài ấy là bài mà có thể nói rằng là Kiên viết cũng rất là hay. Nhiều bài khác nữa. Em thì Đấy. Có nhiều kỷ niệm với anh Kiên ấy, là bởi vì có một thời là em làm ở báo bóng đá, thì anh Kiên là biên tập viên ở báo bóng đá. Đó, bên cạnh đấy là nghề tay trái của anh ấy, bên cạnh cái nghề tay phải là khảo cổ. Như vậy là anh Phạm Hồng Kiên này, chị Cẩm Thơ, Nguyễn Hồng Kiên, chị Cẩm Thơ thì em cũng lờ mờ biết. Nhưng mà có một người trong cái dàn đồng ca mà anh vừa kể đó thì thật lòng là em không biết gì. Đó là Hoàng Hữu Nhân. Nhân. Thì số phận người này thế nào? Thực ra trong cái anh em làm thơ thời đó đấy, thì theo tôi là cái người tài nhất là Hoàng Hữu Nhân. Ồ thế ạ. Hoàng Hữu Nhân là ở Quảng Bình. Quảng Bình. Và Nhân viết ít lắm, chỉ có 17 bài thôi. Nhưng rất may là bài nào của Nhân tôi cũng thuộc. Anh có thể đọc thử một vì bài thế của Nhân. Mà tôi sau này tôi sưu tập lại cái tập của Nhân, tập Quả Địa Cầu, và tôi lại viết cái lời giới thiệu đưa cho nhà Kim Đồng để in, và toàn bộ cái nhuận bút đấy chuyển hết cho bố Nhân. Sau này Nhân thì đã mất rồi, và Nhân thì trường hợp đau xót và trường hợp mà có thể nói là tôi tiếc nhất. Và cậu này là làm thơ phải nói là xuất sắc nhất, tôi có thể nói như vậy, chẳng đáng trẻ con làm thơ đấy. Em rất là muốn nghe một đoạn thơ của nhà thơ Hoàng Hữu Nhân được không anh? Cái bài này, bài Ông Mặt Trời. Trái đất sinh ra mặt trời ở biển khơi, trên giường biển mặt trời xòe đầy dấu đỏ. Mây tặng mặt trời chiếc khăn quàng cổ, mặt trời từ biển mẹ lên đường. Không ai thương mẹ bằng mặt trời thương trái đất. Những chiếc hôn ban ngày nóng rực, những chiếc hôn đêm xuống vẫn ấm lòng. Con không lặn bao giờ dù đêm tối mênh mông. Ở Trường Sơn mặt trời luôn luôn xuất hiện, những chiếc xe mang sức nóng của mặt trời lao ra tiền tuyến, những viên đạn mang sức mạnh của mặt trời thiêu cháy máy bay, những khẩu súng mang sức nóng của mặt trời xuyên qua đêm dày, những trái tim mang sức nóng của mặt trời đi tìm giặc. Thương mẹ vô cùng nên mặt trời không bao giờ tắt. Trời ơi. Đấy, 9 tuổi. Thơ của một em bé 9 tuổi. 9 tuổi viết những câu thơ 3. Như vậy. Học lớp 3. Anh ơi, nhưng mà thật lạ là một người 9 tuổi viết những cái dòng thơ ấn tượng, ám ảnh đến như vậy. Nhưng sau này lại không làm thơ nữa. Điều gì đã xảy ra với thần đồng này? Trong các nhà thơ của tuổi thơ tôi thời ấy, tôi quý nhất là Nhân, và tiếc nhất là Nhân, và tôi yêu nhất cũng là Nhân, mặc dù tôi với Nhân chưa từng gặp nhau. Tức là lúc đó là các anh chưa gặp nhau ở ngoài đời, chỉ đọc thơ của nhau trên báo thôi. Đấy. Thế nhưng mà hồi đó thì thế này, Nhân lại là cái cậu đặc biệt, là cậu học giỏi lắm, chứ tôi thì học lỗ bỗ. Tức là thế này, có những môn tôi cực kỳ giỏi, ví dụ như văn sử địa, nhưng toán thì kém. Nhưng mà Nhân thì toán cũng giỏi, văn cũng giỏi. Đấy, đặc biệt toán Nhân giỏi lắm. Đấy, và sau khi mà tốt nghiệp đại học ấy, thì Nhân thi vào Đại học Bách Khoa, và coi như là Nhân trúng tuyển Đại học Bách Khoa. Và sau khi ra trường thì Nhân được nhà trường giữ lại làm giảng viên của trường Đại học Bách Khoa. Đấy. Tức là theo nghề thầy giáo đó. Ừ, theo nghề thầy giáo. Không theo nghề thi sĩ như anh. Không. Dạ. Thế và sau đó thì thế này, là nhưng mà hồi đó là đói. Đấy, và Nhân cũng đã có vợ con ở Quảng Bình rồi. Dạ. Nhưng mà đói kém, rất là đói, gian khổ, khó khăn. Thành ra Nhân lại bỏ cái nghề dạy học, đi xuất khẩu lao động. Thời đó là nhiều người đi xuất khẩu lao động. Nhiều người xuất khẩu lao động. Đi Nga hay là Bulgaria gì đi đó. Nga. Đi Nga. Nhân đi Nga.
Và tình cờ thì tôi lại gặp chị Phan Thị Duyên. Chị Phan Thị Duyên là biên tập viên của nhà xuất bản Thuận Hóa. Chị cũng đi xuất khẩu lao động. Và chị là làm tổ trưởng của một cái tổ của công nhân ở nhà máy Chai Ca ở quê hương của ông Lev Tolstoy. Đấy, quê hương của Lev Tolstoy. Yasnaya Polyana. Đấy. Thì ở cái nhà máy Chai Ca là Hải Âu. Dạ. Thế thì Duyên ở đấy. Thì tôi lại có một cái người thân là chị Phúc. Đấy, là một cô giáo dạy học ở Hải Phòng. Tôi biết chị ở Hải Phòng thì tôi có lên thăm chị. Thì tình cờ tôi lại gặp Duyên. Duyên lại kể là em có một đứa bạn là Hoàng Hữu Nhân. Ô thế thì đấy là người mà tôi rất biết. Lúc đó là anh Khoa bao nhiêu tuổi? Năm ấy thì tôi đang là sinh viên của trường Viết Văn Có Kỳ. Dạ. Tôi đã là lính 10 năm rồi. À. Lang thang ở 10 năm lên rừng xuống bể. Ra Trường Sa bảo vệ Trường Sa. Đi Campuchia trong suốt cái chiến dịch là giải phóng Campuchia. Tức là một vòng cuối cùng mới biết thông tin về Nhân ở nước Nga. Thì lúc ấy về nước Nga thì tôi mới biết là Nhân đang ở nước Nga. Thế thì khi mà Phan Thị Duyên thông báo cho tôi như thế thì tôi mừng lắm. Thế là tôi quyết định đến thăm Nhân. Nhân ở cái thành phố Ulyanov. Đấy. Ukraine thế, bây giờ có phải Ukraine. Không? Dạ. Chính là thành phố ở Ukraine. Dạ. Bây giờ thì tanh banh hết cả vì bom đạn rồi. Dạ. Nhưng hồi đấy nó là nhà máy sản xuất ô tô Zin. À. Là Nhân làm ở đấy. Đội trưởng mà đấy. Tức là một người ngày xưa là nhà thơ, bây giờ làm là công nhân, đúng không? Làm công nhân. Công nhân. Thế thì hồi đó tôi đã tìm gặp ông Đào Khải Hoàn. Anh Đào Khải Hoàn, tôi gọi là anh Đào Khải Hoàn. Thì anh ấy là phụ trách lao động của Đại sứ quán Việt Nam. Anh ấy chính là bố của cô Đào Hồng Lan. Lan. Dạ. Hiện nay bây giờ là Bộ trưởng Bộ Y tế. Dạ. Thì hồi đó anh Đào Khải Hoàn là phụ trách cái anh em lao động, xuất khẩu lao động. Thì anh Đào Khải Hoàn là người rất yêu văn chương, yêu thơ lắm. Đấy, yêu văn chương. Và anh ấy tổ chức rất nhiều những cuộc thi để dành cho cộng đồng người Việt ở đấy. Anh ấy lo tiền, xin tiền để tổ chức những cái cuộc thi như thế và mời tôi làm giám khảo để chấm ở đấy. Thế thì tôi phát hiện có Nhân. Thế thì tôi có báo cáo anh Hoàn. Và tôi có đề xuất với anh Hoàn một việc. Là kéo Nhân về Đại sứ quán. Đấy, đây là việc không dễ dàng một tí nào. Và anh Hoàn đồng ý. Tôi có thể nói đây là cái điều tuyệt vời của anh Đào Khải Hoàn. Đấy. Đào Khải Hoàn anh đã đồng ý và tạo điều kiện để cho tôi xuống Ulyanov. Để đưa anh Nhân về làm đại sứ quán. Để đưa Nhân về đại sứ quán. Dạ. Và đấy là anh Hoàn đồng ý đưa Nhân về đấy. Và nếu thế thì đây là một điều tuyệt vời cho Nhân. Dạ. Có thể nói như thế. Một cán bộ, một công nhân xuất khẩu lao động. Mà nếu được về đại sứ quán, về chính ban lao động của đại sứ quán thì tuyệt vời. Và tôi rất muốn là Nhân trở lại sáng tác. Vì những người khác thì tôi không thấy tiếc. Nếu có bỏ văn chương thì không tiếc. Nhưng Nhân thì tôi tiếc. Tôi tiếc. Vì đây thực sự là một tài năng. Thế ra là tôi đã đáp tàu xuống Ulyanov, Ukraine. Và đi một ngày một đêm mới đến nơi. Mà tàu tốc hành như thế. Đấy. Đi rất vất vả. Và cái hồi đó đi khó lắm. Vì cái đó là phải xin cái visa. Tức là phải báo cáo với ông đề can này, ông phụ trách ngoại quốc. Xong đó ông lại báo cáo bên công an họ cho mình mới có được cái visa vé tí mới đi được, mới mua được vé tàu. Để bằng mọi cách tìm đấy, được nhà thơ Hoàng Hữu thì Nhân. Thì tôi đã tìm mọi cách tôi đến đấy. Vì hồi đó là không phải dễ mà có được cái visa. Những năm 90 anh vì nhỉ? Nếu để có visa thì Nhân phải mời tôi. À. Nhưng Nhân không biết tôi là ai cả. Thế thì tôi phải tìm, tức là rất vất vả để có được visa.
và cũng rất vất vả để lặn lội xuống Undiano. Tôi đã tìm được đúng cái phòng của Nhân, nhưng Nhân vừa mới trốn đi. Ồ. Vì ở đấy là cái bọn đầu gấu ấy, gọi là hooligan ấy, nó truy bức Nhân. Cái phòng của Nhân ấy thì nó vẽ một cái trái tim như này và cắm một con dao xuống đấy. Thế Nhân Nhân đã bỏ chạy, rời khỏi đấy. Dạ. Còn Nhân đi đâu thì tôi không biết. Và dính vào những chuyện gì của xã hội thì anh cũng không cái biết. Cái đó tôi đúng cũng không biết. Đến tận bây giờ cũng không biết. Tôi cũng không biết. Chỉ biết là đấy, lúc anh đến thì không còn thì người không ở đó gặp nữa. Được Nhân. Dạ. Thế và tôi có viết một bức thư cho Nhân gửi lại, nhưng Nhân cũng không trả lời tôi. Đấy. Và sau này thì Nhân có lên Moscow, nhưng cũng không vào trường Maxim Gorky của tôi, mà lại chỉ nói với Phan Thế Duyên là vừa rồi thì Trần Đăng Khoa có về Unionov để tìm Miền. Thế nhưng mà bây giờ Miền gặp hắn thì không biết là mình nói gì với hắn nhỉ. Chả nhẽ bây giờ lại đọc thơ à, lại làm thơ à. Kỳ quá, kỳ quá. Đấy, Duyên chỉ báo thế thôi. Đấy, Duyên thì báo thế thôi. Thế là tôi cũng không liên lạc được với Nhân. Đấy, đấy là một điều rất tốt, rất là đấy là một điều vô cùng đáng tiếc. Chứ tôi tin nếu tôi gặp được Nhân thì chắc chắn là tôi sẽ nhờ anh Hoàn để đưa được Nhân về Moscow, thậm chí chuyển Nhân về trường Maxim Gorky như tôi học và kéo Nhân trở lại văn học. Nhưng mà sau này thì bao lâu nữa thì anh mới nhận gặp lại Hoàng? Không, thì sau đó thế này, sau đó thì không gặp được Nhân. Thì sau đó thì Nhân đã lấy vợ Nga, có con là Nga. Thế và Nhân lại bị, khi mà tôi về nước rồi thì tôi mới biết là Nhân bị bệnh thận và chết trong bệnh viện. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều người bị chết, ngay cả cái cô bạn cùng học với tôi là cô Hoàng Anh ở Bắc Giang. Cô bé rất là xinh xắn, cô bé đẹp lắm, học ở Arion, học sư phạm, tâm lý trẻ con trước tuổi đến trường, thì cũng chỉ bị thận này, nhưng mà cuối cùng cũng lại chết ở Nga vì bệnh thận, y như Hoàng Công Nhân vậy. Nhưng mà tôi nghĩ cũng có thể là do thời đó Liên Xô đang tan vỡ, và vì thế nên các bệnh viện nhưng mà nó không 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 được như mình mong đợi. Và tôi rất tiếc là khi tôi biết thì Nhân đã mất rồi. Đấy. Và khi Nhân mất thì tôi có tập hợp lại, tôi có liên lạc với gia đình, với chỗ Hoàng Trọng Nghĩa, bố của Nhân, vốn là một thầy giáo đấy, dạy ở đấy, dạy ở Quảng Bình. Và Quảng gom Trạch, những bài Quảng thơ Bình, còn lại của và tác giả. Và gom những bài thơ đó và tôi bổ sung thêm những bài thơ trong trí nhớ của tôi. Tôi thì có một cái may mắn là gần như là tôi thuộc rất nhiều thơ của bạn bè, thơ của các nhà thơ. Cứ thơ hay là tôi thuộc thôi. Và thơ thật buồn cười, thật dở hơi thì tôi cũng thuộc. Tóm lại là phải có một ấn tượng nào đó. Nó phải có ấn tượng là tôi thuộc. Chứ còn nhàng nhàng lờ nhờ là không thuộc. Thơ Nhân thì bài nào tôi cũng thuộc. Dạ. Thế và tôi gom lại thành cái tập của nó, Quả Địa Cầu. Và tôi đặt vấn đề với nhà xuất bản Kim Đồng là in miễn phí cho Nhân. Và nhà xuất bản đã làm cái việc ấy. Rồi toàn bộ cả cái nhuận bút của cái bài tôi viết về Nhân ấy, trong cái lời giới thiệu, giới thiệu ấy, thì chuyển hết cho gia đình Nhân để thắp hương cho Nhân. Đây là trường hợp rất rất đáng tiếc. Nhưng mà tôi muốn nói với các bạn một điều này. Những năm ấy, thơ của trẻ em Việt Nam hay lắm. Có cả những bạn không nổi tiếng đâu. Ví dụ như là Đoàn Thế Mai Thanh ở cái nông trường chăn nuôi của Hoành Bồ, Quảng Ninh đó. Nhưng có một bài chăn bò. Bài này chỉ được giải khuyến khích thôi trong cái cuộc thi ấy. Và tôi là giải nhất. Tôi 3 lần giải nhất ở đây của báo thiếu niên. Đấy, thế thì cái bài chăn bò của bạn Đoàn Mai Thanh đó, mà tôi vẫn nhớ đến bây giờ. Mặt trời lên đồi, bò ơi dậy thôi, ta ra đồng cỏ vui với đất trời, đồi xanh cỏ mượt, cỏ đùa theo chân,
miệng ta ca vang vờn trên sóng cỏ, sim rừng ngấp ngó mua ghé nhìn theo mặt trời qua đèo dãy vàng bóng xế. Và tác giả kết luận bằng ba câu thơ toàn vần bằng: ăn no bỏ nghe cho lòng người vui, chiều buông ta về. Rất là đẹp. Đấy, rất đẹp. Thơ thiếu nhi. Và mỗi người một phong cách, không ai giống ai cả. Khi mà anh kể về thế hệ những nhà thơ thần đồng thời của anh, mà sau này có những cái người không làm thơ nữa và mất luôn hồn thơ, thì em rất muốn anh có thể trả lời một câu cuối cùng là điều gì đã khiến anh giữ và nuôi được cái hồn thơ từ thời là cậu bé này, trưởng thành này, và có lẽ là đến ông lão sắp tới cũng vẫn làm thơ thôi. Thì cái điều gì đã giúp anh nuôi được một cái hồn thơ qua hàng chục năm như vậy? Thực ra các bạn tôi bỏ thơ vì lý do gì? Dạ. Thì chỉ các bạn biết thôi. Dạ. Cái này cũng đừng nghĩ rằng là tài năng người ta cạn. Dạ. Cũng giống như là tôi viết rất nhiều thể loại. Dạ. Có nhiều người bảo Trần Đăng Khoa bí thơ. Đấy, Trần Đăng Khoa bí thơ thì Trần Đăng Khoa viết phê bình văn học. Viết phê bình văn học, không phải. Đấy, không có chuyện đó đâu. Thế chỉ có điều là cần cái gì thì viết cái đó thôi. Nhưng hồn thơ là chưa bao giờ mất cả. Chưa bao giờ. Thế điều gì đã nuôi cái hồn thơ đó? Đấy, có thể nói là thế này thôi. Chỉ có điều là mình cứ đọc thơ, rồi mình gắn bó với nó, gắn bó với cuộc sống. Và muốn viết thì viết thôi. Dạ. Bây giờ nếu cần một cái thì viết thôi. Tức là nó như hơi thở của mình này. Nó như hơi thở, dạ, bình thường thôi mà. Dạ. Có cái gì đâu. Đấy. Ngay cả gần đây, ví dụ như là các bạn, tôi đi Palestine về. Dạ. Các bạn bảo tôi là cần có một cái chuồng thơ về Palestine. Thế là tôi, dạ, có một chuồng thơ in cả trang thơ trên báo Văn Nghệ luôn về Palestine. Dạ. Đấy. Và bằng mỗi bài tôi viết một giọng điệu. Đấy. Mỗi bài là giọng điệu. Và có những bài có thể nói là ngay sau này tôi có thể viết dọc đường nhiều lắm. Yeah. Ví dụ như là tôi nhớ có một cái lần mà tôi đi cùng với các em phóng viên của Sơn La này. Yeah. Đi họp công tác viên ở Bình Định. Yeah. Đấy. Thì hồi đó các cô gái Sơn La uống rượu giỏi. Mm. Uống rượu như con ấy. Thế và hồi đó thì trong đó có nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng. Dạ. Là phó giám đốc sở văn hóa. Dạ. Cũng là nhà thơ nổi tiếng. Dạ. Thế thì các em nó cứ yêu cầu anh Mừng làm thơ để tặng các em. Dạ. Thơ chút rượu. Dạ. Viết về rượu. Thế nhưng mà Mừng thì không quen cái đó. Mừng mà thôi bác khoai, bác cứu em cái, bác giúp em cái. Thế là tôi lấy cái giấy ăn ấy. Dạ. Tôi viết luôn bài thơ Gái Sơn La. Đấy, chút rượu trai Bình Định. Có lẽ trước khi kết thúc anh tặng khán giả bài này, khán giả, dạ, cái bài này thật là tuyệt vời. Cái bài này là bài viết về rượu vừa, dạ, rồi chúng ta nghe bài về trà ở tập 1, chúng ta nghe số về trước trà, chúng ta, dạ, nghe về trà, số này chúng ta nghe về rượu. Rượu thì nó phải chính choáng ngay từ đầu, dạ, đấy, nó phải chính choáng ngay từ đầu thì nó mới ra rượu được. Đấy, thế thì tôi viết ngay tên bài là gì ạ? Bài Gái Sơn La. Gái Sơn La uống rượu. Chuốc rượu trai Bình Định. Chuốc rượu trai Bình Định, dạ. Biển và trời Bình Định, sóng sánh màu Sơn La. Ai mà biết được màu Sơn La nó thế nào. Làm sao ngay câu đầu nó đã, dạ, chứng tỏ cảm giác say rồi, say rồi. Say rồi. Dạ. Biển và trời Bình Định, sóng sánh màu Sơn La. Ngổn ngang bao ngọn núi, ngả nghiêng trong xó nhà. Các cô gái Sơn La mà, yeah, nhìn các chàng trai giống như những trái núi ấy. Yeah. Vì con gái miền núi mà nhìn, yeah, cái gì cũng ra núi. Ngả nghiêng trong xó nhà. Mà ngả nghiêng những đỉnh núi mà chỉ ngả nghiêng trong xó nhà. Ánh trăng vàng gành dáng. Gành dáng là nơi có mộ Hàn Mặc Tử. Đúng rồi. Yeah. Ánh trăng vàng gành dáng như lại tan trên đỉnh cốc bài. Là Sơn La. Sơn La. Chỉ còn thần với thánh bồng bềnh dưới đít trai. Ôi trời ơi. Thế là rượu rồi. Dạ. Rượu say rồi, say rồi. Đấy, bồng bềnh với đít trai. Thế là bao đau khổ
chẳng còn là khổ đau. Kìa biển trời chánh choáng, bây giờ không phải mình chánh choáng đâu nhé, biển trời chánh choáng, ngắm chúng mình uống nhau. Ôi trời ơi, uống nhau. Uống nhau. Vì là uống rượu ấy, uống chén thứ nhất thì đấy là người uống rượu. Nhưng uống thứ hai thì rượu uống người. Và uống thứ ba thì rượu uống rượu. Đấy là như vậy. Cái bài này là bài mà viết trực diện về rượu luôn. Thì đây cũng là một cái món quà nhỏ mà anh em chúng tôi xin vái tặng tất cả các quý vị, những người đã theo dõi cái chương trình của chúng tôi. Rất là cảm ơn các quý vị và cầu chúc các quý vị hạnh phúc và may mắn. Và tôi cũng xin nói thêm là sau khi nghe anh Khoa đọc thơ về rượu đó, mà lỡ có vị nào đi uống rượu thì quý vị nhớ là uống xong không được lái xe. Bởi vì bây giờ là thổi nồng độ cồn, là cẩn thận, hãy coi chừng. Cho nên là phải hết sức chú ý đến an toàn giao thông. Tôi xin thêm một điều này, vì hôm nay chúng ta đang nói đến trẻ con. Dạ. Nhá. Dạ. Vì tôi cũng đã nhiều năm mà làm cái ý tưởng trẻ thơ dạ. của Honda đấy. Vì trẻ con nó giỏi lắm ấy. Dạ. Giỏi lắm ấy. Và công ty Honda họ bỏ ra mấy chục tỷ để họ nghe ý kiến của trẻ con. Đấy nhá. Nhân cái gọi là thổi nồng độ cồn này này. À. Thì có một em bé nó nói thế này. Trời ơi chú ơi, sao bây giờ các bác lại cứ mang cái ống thổi ra để các bác thổi. Thế bây giờ Covid như thế để giờ lây sang nhau à? Thế tại sao các bác không có cái cách khác để có thể kiểm tra được rượu? Vì bây giờ ở Việt Nam cái gì cũng có thể mua được. Người ta nói là không mua được bằng tiền thì sẽ mua bằng số tiền nhiều hơn. Vậy thì các bác có thể có cách khác, không cần thổi cái lối nguyên thủy như thế, mang rọ nó mỏi rọ quá thì không cần dùng cái đó, các bác có cách khác. Không bảo cách gì hả cháu? Nó bảo các bác chỉ cần cấy một con chip. À, một em bé đấy nhá, một em bé lớp 4 đấy. Dạ, cấy một con chip vào. Cấy một con chip vào cái tay lái ấy. Các bác sản xuất, các bác cho một con chip vào tay lái. Cứ thấy có hơi rượu, hơi ma túy, nó tắt máy luôn. Đấy, nó tắt máy luôn. Cống hiến máy một ý tưởng cho hãng Honda. Dạ. Đến mức mà Honda, mấy ông Honda mà cảm giác là sững sờ. Vì cái ý kiến rất đơn giản như thế. Và đúng là nếu như mà chỉ cần một con chip thì chỉ mấy chục nghìn thôi. Mà không cần phải thổi dạ. gì cả. Rất mất vệ sinh. Mà thậm chí lại truyền ma, truyền Covid. Dạ. Đấy, cho nên là trẻ con như thế. Trẻ con ta rất giỏi. Dạ. Chứ không hề kém một chút nào. Nhưng vấn đề là làm sao mình đánh thức được cái tiềm năng đó ở trẻ con. Đấy là việc của người lớn chúng ta. Dạ. Và tôi muốn kết thúc câu chuyện ở đây và xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn. Em xin rất là cảm ơn anh Trần Đăng Khoa với những cái thông điệp và những cái ý nghĩa mà anh chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng là anh em mình sẽ tiếp tục có những cái chuỗi nói chuyện như thế này để mà chia sẻ được nhiều điều hơn với quý vị khán giả của chúng ta. Em xin cảm ơn anh một lần nữa. À, chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe hai anh em chúng tôi trò chuyện ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp trở lại vào những chương trình tới đây.